đề nghị nghỉ thở. Mọi người ơi, em thấy mình đi thụt lùi xuống nó khỏe hơn á, mình đừng đi lên nữa. Đi xuống hả? Mình đi xuống đi. Lên đi xuống, đi lên đi xuống. Đi xuống anh Hứa ơi, đi lên mệt quá. Tao cứ đi lên mệt, đi lên mệt. Dạ. Đi lên, đi xuống. Nha, đi xuống đi. Ồ, chị Hằng Lệ hai ta. Thôi đừng có ngồi. Đừng có ngồi. Thở đi, nghỉ thở đi. Đây là một nhà chim tinh học. Cho nên sáng giờ là mình đi được là hơn cây rồi đó. Một dặm đúng không? Nghe nghe bà. Quẹo trái là bãi bàn. Ở giờ có số bãi bàn kìa. Đâu có thấy mạng gì đâu. Ủa, nghe phone rồi nhưng mà mình đi đường này chị. Sau khi mà bàn bạc cho lắm vào, bây giờ mọi người sẽ tiếp tục hành trình. Đây là cây đa cho mọi người. Cây đa to lắm, to khổng lồ luôn. Và bánh đòn bánh tua, bánh đòn bánh tua lại đi tiếp. Rồi thôi xong. Ông gọi cho bà nào, ông gọi lộn cho bà ơi. Khu rừng cây nguyên sinh, rừng quốc gia Côn Đảo. Sau khi là leo lên một đoạn dốc khá là dài, bây giờ đã đi đến được một đoạn đường bằng phẳng. Nguyên chỗ này rừng cây đã quá. Mượn xài vài hôm trả thôi mà làm gì căng thế. Chị Hương, mượn xài vài hôm rồi trả thôi là gì căng thế. Đâu căng đâu, chị nói chị tặng luôn, không có nào nhận hết. Ngu sao mà nhận. Đúng rồi, vui vui lúc đầu thôi. Sau khi mà gia nhập băng nhóm băng hội
đi với các chị cũng vài chục cái hành trình mới phát hiện ra các quý bà có sở thích là nói xấu chồng. Mấy bà mà gom lại là chỉ có nói xấu ông chồng thôi, không thấy một điều gì tốt đẹp hết. Nhiều quá anh gầu. Lo nghĩ cách giữ tiền quá. Tối ngày cứ bà Hà bà cứ canh me bà lập đàn không mà hỏi làm sao mà không già đi được. Lê Minh Mớm mà hồ đâu? Cách đây khoảng 3 tuần. Cách đây khoảng 3 tuần đó em kể mấy bạn nghe nè. Khoảng 3 tuần tôi đi quay giùm cho cái sự kiện mà của BTS. Mọi người có biết BTS không? Cái nhóm mà nhạc BTS của Hàn Quốc á. Biết nhóm BTS. Tôi quay vô nguyên cái sự kiện đó là nói chung là hơn 1.000 người tham dự và tốn phí á ngàn. Trời ơi, tôi nói mấy bài ha, toàn là con gái không. Mà ngộ mấy đứa xấu xấu nó lại mê trai đẹp. Tôi thấy ha. Sáng chính xác. Cái gì nó không có nó mới mời. Rồi xong ha, tới mà vô mà trong sân khấu chính á. Trời ơi, tôi nói tôi không biết diễn tả làm sao luôn á. Mấy thằng con trai vừa xuất hiện ra ha, ví dụ hát một bài nhạc cái gì nè. Trời ơi, nó la mà nói chung là tôi bàng hoàng luôn. Trời, cái đồ mê trai tôi không nghĩ cái đồ mê trai. Làm quá con buồn lên. Quốc lúc đó mới dẹo á. Trời ơi, nó làm. Nói chung là em đi hết ngạc nhiên rồi tới ngạc nhiên khác. Ồ trời ơi, dễ hả ta? Đang ngồi tự nhiên ngồi suy nghĩ lại mấy chị mình hồi xưa mới có vậy không ta? Không. Ủa, hình như còn thiếu người hả? Không, không hết rồi. Chị Hải đâu rồi? Trời đất nhớ. Hôm qua đi bộ. Nó đi xe xuống trước không, người ta. Nó chạy bộ. Tí nữa nó nghĩ là nó đi nhanh hơn mình cho nên nó vẫn lên kìm mình đó. Nó lên kìm nhưng mà còn ba thôi kìa. Ba người kia làm sao mà đi kịp nó? Đi chung với ai? Con đường nó mà tí thôi. Đi chung. Đi với chung nữa. Tại vì đừng có nghỉ lâu, chung đi không nổi nhưng mà nó càng nghỉ lâu càng không đi được. Ông chung mồ hôi ra như tắm luôn kìa. Không hôi là nó ngủ luôn. Không hả? Là mình nghĩ là ông chung á là ông sẽ cần hơn người ta tại vì ông này cũng ra mồ hôi rất là nhiều. Chứ phải uống mồ hôi là mất nước. Chứ phải uống nước liên tục thôi. Nhưng mà nó ra như thế thì nó còn không có còn còn. Đúng rồi. Nó đỡ. Ra mồ hôi là cơ thể kêu đi ngủ đi. Mình phải đi. Có. Gọi cho thằng bộ trưởng bộ giao thông tới đây làm lại con đường cho tao. Gọi La Văn Thăng. Mẹ đang lên đỉnh. Giờ bị đè hồng luôn. Trời ơi, cầm bọc tiền. Cầm bọc tiền lát hỏi bọc tiền tao đâu rồi bay. Hiếu
Có chừng hồi bà giác cái cây nào bà ra để ngoài đường nè nó nè. Hồi bà giác rồi bà nói nè nó nè. Thấy biển luôn. Cái bãi bàn mình đi xuống là nó 5 mét rồi, chắc mé này nè. Bà nói chuyện cũng ít đâm xuồng bể lắm. Chụp không hiền là phiền lắm á. Chỗ mà mấy cái tán cây ha, về nè quay hay chụp gì nhìn cũng đã. Mình tưởng được đổ dốc ai về đâu chưa, còn phải lên cái đỉnh này nữa. Ồ, sao chỗ này cây đã quá vậy? Mắt hả? Mắt rồi luôn. Con đường nó cũng chuyển thành màu xanh đấy chứ. Rêu quá chị. Rêu phong. Thở như chó luôn. Như đó là đủ rồi. Hôm qua tối qua tôi nằm chim bao.
Hả? Cái đó là đi cái mục đích chính. Ra tới đó là 80% rồi. Còn lại chơi được gì chơi. Tối hôm qua tôi nằm chiêm bao ở trong nhà đó, tôi thấy có hai ba ông khen tôi quá trời luôn. Sáng ra vậy tôi lân lân cả người. Gì? Khen hả? Dạ. Em chỉ đi cái đợt sau này vợ nó cấn bầu thôi, chứ còn hồi chụp hình cưới là em không có đi. Nè, nó tự nhiên giờ nổi ốc lên luôn nè. Tối đêm hôm qua nè. Nhạy lắm chị. Thời mà em ăn cha trường là em nói chị là vậy nè. Nói cái gì mà có hay không là vậy nè à. Nó tự nhiên nó vậy đó chị. Em mà đọc kinh nữa em nói chị là nó vậy không á. Là nhiều người là người ta rất là thích dạng giống người ta gọi là được tiếp điển á chị. Giờ ham hố quá thôi chứ. Cái nhà mà xong khui là tụi nó cũng khỏe. Là nó đi với banh tôi trên từng cây số á. Nói chung em không có nổi về con cái nhiều gì nữa. Đó được rồi. Tại từ giờ trở đi là chỉ có xuống dốc thôi đó. Bây giờ là ngon rồi đó. Hai cái điện thoại đều ra trong ba lô em chị. Hai cái số điện thoại đều nằm trong ba lô. Không có. Cái điện thoại vợ em hai cái đều nằm ba lô em. Bây giờ là đổ dốc hơi khó khăn nha. Lên đỉnh nhiều rồi, bây giờ bắt đầu tuột dốc nha. Rồi giống bà quá. Đám số đi. Gọi nha. Thôi bà dịch tôi nè. Chứ bà dịch chị Hà sao mà. Thôi tôi cộng bà đi, xuống dưới 1 triệu không? Thôi cảm ơn. Cộng xuống rồi mày nằm chèm bẹt nó luôn. Độ như tự dưng mày với ông Trung uống rồi sáng này là chứ chưa đến chiều luôn. Vậy mà sáng thấy ông ngọ vậy quá. Sợ ông hơn chứ đêm hôm là tôi ói là tôi biết rồi. Trung cũng ói mà. Trung đêm cũng ói đó, ói trước mày đó. Lúc mà mày ra mày thấy ổng không? Nói xấu hổ luôn. Ông nội Hoàng á, ông đi theo. Ông thấy tôi ngồi tôi coi nó chị, nói chung là nó vui vui chị tay của thằng Thái. Thằng Thái nó mới thấy em nói trục quá hay sao không biết nói chịu ổng. Mà em đang muốn đi ói. Ông Trung với người Tuấn nhiều chửi mẹ ói xíu gì chỗ ói lưỡi gần ngói tới ông nội đụng nó tôi cũng biết vậy. Đưa tôi cái ly đó là tôi vội rồi nha, tôi chạy. Tôi tính chạy đi ói mà đụng thằng Thái nó nắm tay tôi nó dịnh lại. Thôi lỡ rồi nóc cái ly luôn đi ra ói mà tôi đang đi ra theo bình. À chờ có xe máy, chờ sẽ có xe máy. Em ơi. Nhưng mà xe máy em đưa kiếm cho chị là... chị thấy không thấy đường đi. Bảy cái xe máy. Em bảy cái xe máy để cho mọi người đi về. Đứng ra đi, đứng ra đi. Chờ đi. Đó chờ đi. Xe đang lên. Đứng ra đi. Ông Hoàng đó ông mới chạy theo em. Tính mẹ bà không ói bụng mấy không ói được. Đụng tôi thấy không lấy cho tôi. Chị tao thấy miệng với ổng ngồi sao? Tôi mới lủi vô trong đó tôi ói, tôi dọn. Xong ông Trung ra mày đổ hết vào hết đi. Tụi má lợi xấu hổ quá ông ơi. Chứ giờ biết sao giờ mẹ gì tôi ói ngoài thấy luôn. Rồi thôi biết rồi rút kinh nghiệm. Không có đi theo ông coi. Hả? Không đi theo ông coi. Em nói với chị 12 giờ 46 trưa qua.
7 giờ tối. Ổng là đang có trục trặc cái vấn đề trong công việc của ổng. 7:25 hôm nay. Là đang có định luân chuyển gì đó, ổng đang rất là lo lắng tùm lum hết à. Ổng sợ nó bị đi, nếu cái chỗ này như thế nào biết. Không biết. Chân cái tay rộng nó có nhiều cái thứ hay lắm. Nên nó là ủa. Anh lo lắng gì vậy? Lúc đó em nói là ủa anh lo lắng gì vậy? Các anh đầu tư các kiểu. Với nhân phù trợ gốc bự to thế mà còn lo à. Lo chi vậy? Tự nhiên em nói vậy hả? À, lo chi vậy? Cuộc đời anh là một sở sách đặt sẵn hết rồi. Bộ chuyển qua chỗ mới, anh thấy nhiều khi anh suy nghĩ anh là không tốt. Chắc gì nó không tốt. Mà cuộc đời anh được sắp đặt sẵn rồi, anh còn thắc mắc làm gì nữa. Có thân, có thế, có gốc, nói chung quế nhân lo hết rồi. Mà sao tự nhiên ông lo vậy? Trời. Phải lắm. Chỉ có được không? Không coi nữa. Không coi nữa. Mà hôm qua em nói mình thấy sao? Thấy sao? Nhưng mà bây nè, là mấy cái tiền rồi mình sẽ chích quỹ ra mình mua một cái bánh kem. Ồ, sinh nhật 40 năm tuổi của cuộc đời của 10. Hường có 3G cái hường vô lẻ ghê luôn ha. iPhone 12 có khác ta. Đồng bọn mình hú ghê quá. Một bầy khỉ thì mấy khỉ trên đường nó bảo ủa sao hôm nay có đứa nào mà nó hú giống mình mà không phải mình. cái ngôn ngữ nó lạ lạ. Cái đỏ này rụt đẹp ghê không nè. Đẹp ha. Rồi chụp hình tí. Đẹp lắm. Năm chú chụp hình á. Cái này có quốc chụp. Em ơi người ta ra tới nãy nè. Hà gọi ăn hú rồi. Tám hai. Tám hai. Không liên thì nó gọi. Cái đùi xe tới. Cái đùi hai á. À vậy hả. Cái đùi 2882. Không, vậy là hồi nãy tụi nhỏ nó hú á. Đến gì? Có một đường một mà chị. Ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa? Cái con nằm dọc theo con đường đi. Khoan, xí lộn nha. Ngày hôm qua mình có đi cái đường này không vậy? Không có đi cái đường này. Khoan.
Đây. Mình đã lạc đường rồi, quay lại. Không, nhưng mà ý là đường này cũng có thể đi xuống được á. Vô tình đi thẳng không quẹo cái đường đi xuống nên là được check in những cái cung đường mới quá đẹp luôn. Mình dùng là cung đường mới là không đi lại đường cũ, chứ con đường nào rồi cũng đi xuống xuống đất xuống chỗ mọi người thôi. Đi giữa khu rừng đây, quẹo trái bãi bàn và bãi đất thấm. Nha mọi người. Còn hang Đức Mẹ, hang Đức Mẹ là mình sẽ đi lên hướng này ha. Ma Thiên Lãnh Chris. Xuống đi cầu Ma Thiên Lãnh. Sao không nghe đồng đội lên tiếng vậy ta? Chị em thấy tấm hình chưa? Đùi to thì chịu thôi. Hợp lý. Ê, đừng có nói là bỏ quên đồ rồi kêu quay lại nha. Ồ, cây mai. Nè, có ai muốn chụp hình với mai vàng không nè? Mai rừng nè.
Đây là cây mai rừng nha mọi người. Đây, mai vàng trong rừng. Rồi chọn xong đi, xong rồi hồi quăng cái điện thoại luôn. Thí thoạt mà làm sao mà vừa đi vừa. Làm sao mà like được, làm sao mà thả tim được. Ủa sao cái cục đá này có mấy cái lỗ gì lạ không? Tại sao nó lại như vậy? Người ta đục á. Đẹp không Thúy? Đẹp, đồ đẹp lắm Thúy. Đẹp lắm, cái hình mà chụp máy này đẹp nét căm. Rồi, mấy ly kem dừa iPhone này đó, về mình bánh Aerox chị. Mấy ly kem dừa chị. Thôi chị mang kem dừa đó chị béo. Sáng giờ đã đi để dùng Hương Thúy rồi không ăn. Vậy là sao sao mình mà em chụp như chị mà. Mà có ai đâu bóp đâu. Ủa? Thành nào ra thành đó. Em vừa của Hà với ấy thì ăn à, của Thúy rồi ăn. Thành nào ra thành đó chị Hương nha. Em lấy mấy chị Hương em chụp cho chị mà. Ai cho Hà? Thôi cho nó 1 ly đi. Cho mút 1 cái. Chị cho mút kem. Hay là thích liếm kem. Có liếm mút là được. Lại nói cái thời hồi xưa. Hồi xưa á, mình nghèo á, mình mà mua được cái kem chín cái kem á, mà kem hồi kem hồi xưa nó làm bằng gì đâu mày. Nó đưa đá xong nó cho màu đỏ, màu đá vô. Đứa này thay hơn nhau được cái gì á. Nó sợ nó khen, vừa cầm cái kem cái là liếm để hỏi thế nào xin. Ôi chạy nước, chạy nước là thi nhau liếm. Chủ quyền là đừng cái nào xin tao cắn miếng. Để đó tao liếm từ đầu đến cuối cái kem, không đứa nào dám xin. Hồi đó không biết nhớ. Ủa cái hàng rào nè mọi người. Đâu rồi ta? Đây 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 đường này. Ủa cái hàng rào này lá gì vậy ta? Trời ơi, đường đẹp lắm. Trời ơi. Đúng rồi, bạn nó dễ đi. Nhưng mà nó có cái cây. Ủa, này ra đường rồi nè. Trời em thấy chị ấy úp lên rồi đẹp. Mấy ổng đâu rồi? Đó, thấy Thúy nè, thấy Thúy chụp mang. Thúy rồi, chạy lên đi ăn chỗ đường. Đẹp, em thấy rồi. Ủa, mọi người bên nào? Mọi người đã lâu chưa? Quảng đang ở đâu? Đợi đi sau em rồi nè. Tại vì họ đâu có lạc như mình. Cho anh cô kìa, cho đi nhiều chuyện chị đi chứa một góc cục xuống sao. Giờ chờ chú nó bánh